Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình hôm nay, thứ tư, ngày 26 tháng 4, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào thăm và làm việc tại Việt Nam. Hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 4 năm 2023. Gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhân dân kích hoạt định danh điện tử cấp độ 1. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Chiều qua ngày 25 tháng 4 tại phủ chủ tịch, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp đồng chí Xin Lạm Vông, Khut Phai Thun, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam vui mừng gặp lại những người đồng chí, người anh em thân thiết của đất nước và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước võ văn thưởng tin tưởng chuyến thăm lần này của đồng chí xin lạm vông Phút phai thun cùng đoàn trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam lào. Đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa mặt trận tổ quốc Việt Nam và trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước thêm gắn bó, hiệu quả. Cảm ơn chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đồng chí Xin Lạ Vông, Cút Phai Thun vui mừng thông báo về kết quả hội đàm rất thành công với Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác, tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm công tác. Hai bên cùng rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát công tác mặt trận. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, công tác dân vận. Đánh giá cao kết quả hợp tác của hai bên, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ gìn, và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào luôn tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận tổ quốc hai nước đẩy mạnh các hoạt động hợp tác chuyên môn trao đổi kinh nghiệm và giao lưu hữu nghị chủ tịch nước mong muốn hai bên tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về quan hệ đặc biệt lịch sử vẻ vang hào hùng của quan hệ việt nam lào phát huy hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại tinh thần đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước Sáng nay, đoàn công tác của vụ tổ chức cán bộ ban tuyên giáo Trung ương đã có cuộc làm việc với ban tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La về công tác tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thi đua khen thưởng của ngành. Làm việc với đoàn về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Thực hiện quyết định số 04 ngày 25 tháng 7 năm 2018 của ban bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã triển khai thực hiện theo đúng lộ trình. Qua 5 năm thực hiện, hoạt động của ban được duy trì đảm bảo thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và xử lý văn bản trong công tác văn thư bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, có phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính. Việc triển khai thực hiện mô hình trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị của 12 huyện thành phố đã thể hiện được tính hiệu quả góp phần tinh giản được 12 biên chế tại 12 huyện thành phố, tạo thuận lợi trong chỉ đạo điều hành, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã đưa ra một số tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời thảo luận các giải pháp để nâng cao công tác tổ chức bộ máy và bồi dưỡng cán bộ. Sáng nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2023, dự hội nghị có lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy, các đồng chí báo cáo viên trung ương của tỉnh, báo cáo viên tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Hội nghị được truyền trực tuyến tới điểm cầu 12 huyện thành phố. Các đại biểu dự hội nghị đã được thông tin ba chuyên đề gồm 75 năm công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và các hoạt động kỷ niệm. Chuyên đề khai thác sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân có gắn chip hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi và những điểm mới nổi bật của dự thảo luật, công tác quản lý tài nguyên môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và những vấn đề đặt ra với tỉnh Sơn La. Về định hướng tuyên truyền miệng và nắm bắt dư luận xã hội tháng 5 năm 2023, lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy nhấn mạnh căn cứ điều kiện, tình hình cụ thể của từng cơ quan đơn vị địa phương, tài liệu được cung cấp, các chuyên đề báo cáo tại hội nghị ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đồng chí báo cáo viên tổ chức thông tin tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn, tập trung tuyên truyền bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là bài viết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực có phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước, tuyên truyền Ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp tục nắm bắt dư luận, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân, nắm bắt dư luận về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Dư luận về việc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng đất đai, dư luận về công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Phòng cháy chữa cháy rừng gắn với tuyên truyền, triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển lâm nghiệp bền vững là nhiệm vụ trọng tâm được đánh giá tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Nhân dân huyện sông Mã. Trước tình hình nắng nóng như hiện nay, đặc biệt sông Mã là một trong bốn địa phương của Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng quay gắt, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo tập trung cao cho công tác phòng chống cháy rừng với phương châm bốn tại chỗ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Phiên họp cũng tập trung đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong tháng Tư đồng thời triển khai nhiệm vụ tháng 5, trong đó chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ xã Mường Cai và Trường Khong, chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 12 của huyện và kỳ họp thứ 6 của Hội đồng Nhân dân huyện, tiếp tục triển khai phương án phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng tại các xã thị trấn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trên địa bàn huyện, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chính sách giảm nghèo bền vững, tiếp tục thực hiện các giải pháp và tiêm vaccine phòng chống COVID trên địa bàn huyện. Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Mường La vừa tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp về công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023. Thời gian gần đây do nhiệt độ thời tiết khắc nghiệt, ý thức một số bộ phận người dân chưa cao, bất cẩn trong việc đốt thực bì làm nương rẫy và đốt ong lấy mật trái pháp luật đã để xảy ra những vụ cháy rừng. Cụ thể theo báo cáo, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023, huyện Mường La xảy ra 26 vụ cháy trên đất lâm nghiệp, trong đó cháy rừng 20 vụ, diện tích rừng thiệt hại là 32,9 ha. Cháy đất lâm nghiệp không có rừng, cỏ lau lau lách 6 vụ. Đã điều tra xác minh đối tượng vi phạm 2 vụ, xử lý vi phạm hành chính trên 6 triệu đồng. 13 vụ không phát hiện được đối tượng vi phạm, 11 vụ đang trong quá trình điều tra. Trong thời gian tới, huyện Mường La tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân với các hình thức phong phú, nội dung phù hợp để đem lại hiệu quả thiết thực nhất, xây dựng phương án kịch bản nội dung diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã, sát với tình hình thực tế để khi xảy ra cháy rừng nâng cao sự chủ động phối hợp, hiệp lực giữa các đơn vị, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác trái phép tác động xấu đến môi trường rừng. Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 ngay sau khi nhận được tin báo phát hiện cháy rừng tại bản Na Bản, xã Trường Đông, các cơ quan chức năng của huyện Yên Châu đã huy động trên 350 người là các lực lượng chức năng, dân quân cơ động, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ xã và nhân dân các bản đông tấu, Na Bản tham gia chữa cháy. Sau 16 giờ nỗ lực, các lực lượng chức năng và người dân đã dập tắt đám cháy xảy ra tại khu vực rừng thuộc bản Na Bản, xã Trường Đông, huyện Yên Châu. Quá trình dập lửa, các lực lượng đã tiến hành cắt phát đường băng cản lửa, đốt ngược khống chế cháy lan. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ cháy, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao kết hợp gió thổi mạnh nên ngọn lửa ngày càng bùng phát. Sau khi nhận được tin báo của người dân là có xảy ra cháy rừng tại bản Na Bản, xã Trường Đông, thì Ủy ban nhân dân Đồng huyện Châu đã tập trung chỉ đạo đơn vị chức năng là Chi cục kiểm lâm và lực lượng quân sự, công an cùng phối hợp với Ủy ban dân xã để tiến hành tổ chức huy động các lực lượng để tiến hành dập lửa. Sau nhiều nỗ lực đến 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4, các lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế, dập tắt được các đám cháy tại khu vực bản Na Pản, xã Trình Đông. Hiện tại, diện tích thiệt hại được xác định khoảng 4,6 ha, chủ yếu là lau lách, thảm thực vật dưới tán rừng. Diện tích rừng bị ảnh hưởng khoảng 15%. Để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng chung tay giúp đỡ xã Trường Pha và xã Trường La hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm nay, Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Châu đã thành lập 6 tổ công tác ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới. Thực hiện nhiệm vụ được giao, các tổ đã tiến hành khảo sát thực tế để có kế hoạch giúp đỡ phù hợp. Tổ công tác số 4 đã khảo sát thực tế các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại bản Hồi Tát và bản Quỳnh Thuận, xã Trường Pha, bản Là Lốm, xã Trường La. Qua khảo sát và trao đổi, đại diện bản Hồi Tát kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ vật liệu để bản hoàn thiện. 1,7 km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, phục vụ thuận tiện cho việc đi lại của người dân trong bản. Giải quyết tranh chấp đất sản xuất với bản kiểng xã Mường É, hỗ trợ bản trong việc quản lý giám sát người nghiện ma túy. Bản Quỳnh Thuận đề nghị quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trong bản. Bản Lả Lốm đề nghị hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp tuyến đường liên bản Lả Lốm Nong Lanh, cung cấp hệ thống loa truyền thanh, đầu tư hệ thống đường điện an toàn cho các hộ dân, hỗ trợ con giống vật nuôi để người dân phát triển chăn nuôi theo hộ gia đình. Các kiến nghị đề xuất của các bản đã được tổ công tác hướng dẫn và giải đáp theo thẩm quyền. Một số khó khăn vướng mắc được tổ tổng hợp và sẽ đề nghị cấp trên xem xét giải quyết. Đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế, những năm qua phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Mường La luôn chủ động thực hiện tốt các chính sách tín dụng từ nguồn vốn ưu đãi đã tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, có phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Hiện nay tại Mường La đang thực hiện 19 chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay trên địa bàn huyện Mường La có trên 11.600 hộ vay vốn qua 348 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 470 tỷ đồng. Dư nợ bình quân đạt 40,5 triệu đồng một hộ, phát huy hiệu quả vốn vay. Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện còn tích cực phối hợp với các hội đoàn thể của huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân lựa chọn cây con phù hợp để phát triển kinh tế gia đình và sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích. Đến nay tỷ lệ dư nợ quá hạn trên địa bàn chỉ có 0,1%. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội Mường La tiếp tục điều hành hoạt động tiến dụng chính sách trên địa bàn hiệu quả, đảm bảo cung cấp dịch vụ tới 100% người nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn, triển khai kịp thời hiệu quả các chương trình tiến dụng ưu đãi, thể hiện rõ vai trò là cầu nối giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, giúp bà con vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững. Ngày 25 tháng 4, Công đoàn cơ sở bệnh viện Đa khoa Cuộc sống đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn cơ sở bệnh viện Đa khoa Cuộc sống có 176 đoàn viên đang sinh hoạt tại 5 tổ công đoàn khoa phòng trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, ban chấp hành công đoàn cơ sở đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vị trí vai trò của tổ chức công đoàn, đồng thời làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với đoàn viên người lao động tạo không khí thi đua sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm vụ chuyên môn đồng thời thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên bồi dưỡng nhận thức bản lĩnh chính trị đoàn viên giới thiệu cho tổ chức đảng nhiệm kỳ 2023-2028 công đoàn cơ sở bệnh viện đa khoa cuộc sống tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng và ý thức tự rèn luyện học tập nghiên cứu, có phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Tại đại hội đã bầu ra ban chấp hành công đoàn cơ sở, bệnh viện nhiệm kỳ 2023-2028 và đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn ngành y tế, đồng thời biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Thưa quý vị, trong nội dung ký kết hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La với 9 tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực được xác định là một trong những nội dung hợp tác trụ cột. Trên cơ sở đó, Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cho việc đào tạo các em lưu học sinh Lào, cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang Lào sang học tập tại tỉnh Sơn La. Mặc dù mới sang Việt Nam và nhập học tại tỉnh Sơn La có hơn 3 tuần, Trung úy La Vanh San Visai đến từ tỉnh Sa Nhạ Bu nước bạn Lào, đã quen dần với môi trường học tập và cuộc sống nơi đây. Đến Sơn La, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các giảng viên, Đến nay tôi đã từng bước quen với môi trường sống nơi đây. Các thầy cô giáo đã có nhiều phương pháp để chúng tôi có thể tiếp thu bài hay giải thích bằng tiếng Lào để chúng tôi dễ hiểu hơn. Trong đợt này, tỉnh Sơn La đã tiếp nhận 120 học viên là cán bộ, quân nhân thuộc lực lượng vũ trang 9 tỉnh Bắc Lào sang học tập. Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được giao nhiệm vụ đảm bảo điều kiện tốt nhất cho việc ăn ở, sinh hoạt, học tập của các học viên tổ chức các hoạt động dịp lễ Tết của hai nước, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong quá trình học tập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, huy trung đoàn Ba đảm à, tốt nhất về cơ sở vật chất cũng như là ăn uống, sinh hoạt à, cho các bạn học viên. Theo kế hoạch trong thời gian 9 tháng từ mùng 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, các học viên sẽ học kiến thức tiếng Việt cơ sở và tiếng Việt chuyên ngành với tổng khối lượng chương trình trên 1.200 tiết, học hai buổi mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ tiếng Việt tương đương với bậc năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài. Người học là cán bộ uh, quân đội thuộc lực lượng vũ trang của các tỉnh Bắc Lào thì nhà trường xác định là trong các nội dung bài giảng thì phải bổ sung thêm các cái nội dung về các cái thuật ngữ chuyên ngành của quân đội để giảng dạy để giúp các đồng chí sau khi kết thúc khóa học tiếng Việt thì sẽ nắm bắt được những cái thuật ngữ chuyên ngành trong cái lĩnh vực quân sự. Với tinh thần của người quân nhân cách mạng quân đội nhân dân Lào cùng sự hỗ trợ tại điều kiện thuận lợi của các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La, tin tưởng rằng các học viên sẽ từng bước vượt qua những khó khăn ban đầu và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân cách mạng Lào giao phó. Để thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tại huyện Mộc Châu, đoàn thanh niên công an huyện Mộc Châu đã phối hợp với đoàn thanh niên hội phụ nữ 15 xã thị trấn tổ chức gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt tài khoản định danh điện tử cấp độ 1 trên điện thoại di động. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023, tổ công tác đã bố trí trên 200 đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ tại các bản tiểu khu hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử cũng như sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Thông qua các tổ công tác đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến những tiện ích của việc sử dụng tài khoản định danh điện tử trong thực hiện các dịch vụ công thông qua phần mềm VNeID. Trong chúng tôi, tổ chức hướng dẫn cho công cho bà con nhân dân để kích hoạt và cách thức sử dụng tài khoản định danh điện tử của mình thông qua ứng dụng VNEID ứng dụng VNEID thì giúp chúng ta định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số có giá trị thay thế cho các loại giấy tờ truyền thống nhằm giảm thiểu các thủ tục hành chính phần mềm VNEID được triển khai nhằm giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng chính xác đơn giản tiết kiệm hiệu quả và được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử thông qua mạng internet phần mềm mang lại quyền lợi tiện ích nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết hành chính với các cơ quan tổ chức nhà nước nên được người dân hưởng ứng đánh giá cao qua được sự hướng dẫn của tất cả của các anh làm nhiệm vụ ở đây cũng như thế là sau khi làm thẻ căn cước thi hợp này có rất nhiều thuận tiện cho đối với người dân sau khi đi làm việc quyên giấy tờ hoặc là đi giao dịch chữa với các cơ quan đấy có đầy đủ uh, chứng cứ để làm việc rất là thuận tiện Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Mộc Châu đã thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 cho gần 4.000 công dân. Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu cũng yêu cầu tổ hướng dẫn thực hiện lập danh sách công dân đã kích hoạt thành công gửi về công an huyện phục vụ báo cáo tiến độ, đồng thời tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua các cuộc họp, hội nghị các bản tiểu khu về mục đích ý nghĩa và tiện ích của phần mềm VNeID cũng như đề án 06 của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Tin cảnh báo rông tố lốc, xét mưa đá và mưa lớn cục bộ trên phạm vi tỉnh Sơn La. Trong những giờ qua, qua theo dõi trên ảnh ra ra thời tiết, xác định được vùng mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào vào rông cho các huyện Thuận Châu, Mường La, Quỳnh Nhai, Sông Mã và thành phố Sơn La. Cảnh báo trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và rông cho các huyện kể trên, sau đó lan sang các huyện Sóc Cộp, Mai Sơn, Yên Châu, Bắc Yên và Phú Yên. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá, gió mạnh cấp độ 1. Nội dung thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Sơ La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.